2. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bô Đồ Dò. Mình là Nguyên Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bô Lô Tô Ly. Đứng trước mình, ông Kính Lâm là tem của Hải Đăng Sông Nhạn Cẩm Mỹ Đồng Nai. Quốc Việt 2004, Nhật 2001, Minh Nhật Trường 2 Phát Xích và Bảo Thái. Còn có Đức Khỏe Libero của Bến Tre, quá ghê. Còn bên kia là tem của đội chủ nhà Phong Liêu biên số 4, làm cho bàn giữa Khang 2m2 biên số 2 Thắng Cao và Đăng Máu Trường 2. 1-0. Các bạn hãy tôn trọng trọng tài đi. Đôi khi có một mình không quan xuyên được đâu. Ông đứng từ xa ra chịu, không té cái cột là bay rồi. 2-1. 2-0. Lên. 2-0. Lại là Đăng Máu Pháp Hồng 3-2. Khang ơi, Khang ơi. 4-2. Một cú đánh của Khang không hiểu nổi điều gì đang xảy ra. 4-2. Có nhiều fan hâm mộ Khang 2m2 kêu Khang tập bụng lại đi. Cái bụng của Khang kỳ cục quá, bật nhảy không nổi. 3-4. Bốn đều. 1-3 bóng chưa qua lưới. 4-4. Buôn. Lại là Đăng Mâm. 4 trái Đăng Mâm, 3 trái không vô lưới rồi. Thật sự mà nói anh em Việt Nam chúng ta giàu cực kỳ giàu. Phá ghê phá luôn. 5-1. Đúng như sở trường Minh Nhật Tháp 10. Sự lý kiểu của miền Tây. 6-4. Bảy bốn. Bảy bốn. Có chấp 2 trái nữ 3 trái không? Năm bảy. Lên. Cái 8-5. Chút lên để em lấy đầu không? Ai đang tám bắt mời á? Nghỉ đi. Ai đang tám? Ai đừng làm gì? Không chết lỏng.
Làm. Lấy chè mới uống. Sáu tám đang lưu xe bu vô hàng. Sáu tám. Một cây em đi. Rồi mấy cây nước khoáng kìa Phùng. Một cây nước khoáng. Một. Nước xuống. Rồi nước xuống. Một. Cá đồng á. Cá đồng luôn á. Bảy tám. Bảy tám. Rồi rồi nước xuống rồi. Tám đều. Xuống ta coi khỏe. Khỏe, ngồi xuống ta sau lưng coi khỏe. Chín tám. Chín đều. Mời chân. Mời chân. Mời đều. Nhật ơi Nhật. Nhật. Nhật ơi. Chuyện mấy chị bạn ơi, coi chú đánh đầu qua được. Chuyện khó quá. Mời đều. Nói chuyện hai yếu xìu à. Mời một mời. Mày ăn đủ tiền về Đồng Tháp mà quất cái đủ tiền nó chở nguyên cái xe tải vậy luôn. Thiệt. Ờ Đồng Tháp mang con mày đi mà. Đã chiến kết. Bỏ đi đừng làm. 11 đều. Mà nếu mà còn thiệt á, chú nói đầy năm chơi con về Đồng Tháp ngang cầu đó ba là... Đồng Tháp đi. Đội cho một đàn vỗ tay thôi. Mày thiệt á, chú nói mày có luôn á. Xe tải mày đem xe tải xuống. Con có chú xe tải bả này thì bỏ đi. Mà chú gặp nó thật ngay Đồng Tháp, ngay cầu Lãnh. Quá tốt. Hả, chú nói thật rồi. Bông tốt. 12, 11. Mười hai đều. Mười ba mười hai. Khang đánh giữ tầm. Nam ơi có một cầu ngọt đó Nam ơi. Mười ba mười hai.
thấy không? Đá vô thắng ơi. 13 đều. Bông ra ngoài. 14-13. Không sợ đội bạn mình, đội mình yêu thôi. Chết luôn trời, đánh ngoài luôn trời. Dĩ khăn luôn. Đang chơi cho bao cây, 14 đều. 14 đều. 14 đều. Có thể Khang là người tội đồ hay là người hùng đây? Đây là trái quyết định cuối cùng. 14 đều. Trời này không mưa đâu. Bác chết là người đưa anh em vào bờ. 15-14. Không mưa đâu. 15-14. Có thể nói là Khang là người đến một bờ bóng tai hại ra ngoài, tạo điều kiện cho tem sông nhạn hải đăng có lợi thế điểm cuối cùng. Rồi,